Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Tiệm Máy Nổ Hoàng Dân. Hôm nay thì em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là cái con ER40 anh em ơi. Thì hôm nay em sẽ báo giá cho anh em luôn. Thì bây giờ máy nhiều quá anh em ơi, không có ginh ra được, cho nên là em sẽ quay sơ cho anh em rồi em báo giá luôn. Còn máy móc thì anh em cứ yên tâm nha, máy thì chạy ngon lành. Hai con này là ER40 nha anh em. Đó, bên đây là con ER50 thì hôm bữa em cũng có nói với anh em rồi đó. Thì hai cái loại này thì nó không có chênh lệch nhiều anh em ơi, tùy theo xấu với đẹp thôi à. Giá thì nó cũng ngang nhau à. Đó. Thì hôm nay em sẽ báo giá cho anh em con này là 6,5 triệu nha anh em. Con ER40. Thì đầu nghĩa địa thì anh em biết rồi đó. Nó muôn ngàn cái loại giá hết anh em ơi. Đó, tùy theo mức độ xấu đẹp thôi à. Con này thì nó ở tầm trung nha anh em, nó cũng rất là ok nha. Đó, anh em thấy không? Đó, con này là 6,5 triệu nha anh em, Kubota ER40 nha anh em. Đây, con này là ER50 nè, con này thì cũng đồng giá nha anh em. Đó, con này ER50 nè anh em, con này đồng giá. Đây, máy thì quá trời luôn anh em ơi, không có đường đi luôn. Rồi, để em qua bên đây cho anh em xem. Hôm nay em giới thiệu tới anh em thêm con NS70 nữa anh em ơi. Đây, đây NS70CT. Thì con này nó cũng sẽ đồng giá với cái con ER40 nha anh em. Con này nó sẽ là 6,5 triệu luôn. Đó, con này là Giang Ma nha anh em, NS70. Đó, bên đây cũng NS nữa anh em ơi, con này cũng NS70 nữa nè. Đây, thì ở đây em cũng có mấy con chuỗi nữa nè anh em. Đó, mấy con này thì là bạc đạn hết nha. Đây, NS70 luôn. Mấy con này còn mấy con chuỗi, nó chỉ có bình dầu thôi, nó không có vàng áo anh em ơi. Thì mấy con này nó cũng sẽ đồng giá nha anh em, tổng giá luôn là 6,5 triệu luôn. Nên em sẽ quay cho anh em xem một vòng con này nha. Mấy cái hàng này là toàn là hàng nghĩa địa hết nha anh em, tất cả đều là nghĩa địa hết. Đó, cái này thì em đảm bảo cho anh em luôn, này là hàng nghĩa địa nha anh em. Rồi, ở trong này em còn mấy con ER40 nữa anh em ơi. Hôm nay còn tới 2-3 con nữa lắm. Đây. Con này thì nó bị cấn hơi chỗ này nha anh em. Đó, mà cái này thì cái vàng áo nó không sao hết trơn á. Quan trọng là máy móc mình xài thôi anh em ơi. Mấy con này thì bên em cũng có cho nó test chạy rồi hết trơn rồi nha anh em, chạy ok hết rồi đó. Anh em cứ yên tâm, mình mua về là sử dụng thôi à, chứ không có cần mà phải mà chỉnh tới chỉnh lui gì nữa hết. Đó, đây một con ER40 nữa nha anh em. Mấy em này thì còn rất là im luôn nha anh em. Đây,
Đó, thì mấy con này là đồng giá với nhau nha anh em. Kể cả con R50 luôn với con NS70 nha anh em, là nó sẽ đồng giá với nhau. Là 6,5 triệu nha anh em. Đây, với lại em sẽ giới thiệu thêm cho anh em cái con này là SS10 nha anh em. Con này SS10 bạc đạn. Rồi anh em đợi em xíu, em kéo cái con NS40 ra cái. Con này là SS10 nha anh em. SS10 bạc đạn. Còn rất là mới luôn nha anh em. Đó. Thì cái con SS10 này á, thì em không có biết chính xác giá của nó, anh em thông cảm nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ tới số điện thoại bên góc trái màn hình giùm em. Đó. Anh em thông cảm cho em phần này. Đó. Con này thì em không biết chính xác giá cho nên là em không thể nào báo giá cho anh em được nha anh em. Đó. Anh em nào quan tâm thì con này á, thì liên hệ tới số điện thoại bên góc trái màn hình giùm em nha. Con này chưa rửa gáy luôn nha anh em. Đó. Sụp cò còn rất là mới luôn. Rồi thêm một cái nữa là anh em đợi em chút xíu để em ra ngoài ngoài bãi em quay em báo giá cho anh em xem cái bộ vàng sới luôn anh em ơi. Rồi thôi bây giờ em ra ngoài nha anh em, rồi em sẽ quay rồi em sẽ báo giá cho anh em cái bộ vàng sới luôn anh em ơi. Đây anh em ơi. Đây. Cái bộ này là bộ KRA75 nha anh em. Đây. Cái em hàng này thì còn rất là mới luôn nha anh em. Mới tin luôn á. Đây thì hôm nay em sẽ báo giá con này cho anh em luôn là con này 16 triệu nha anh em. Bộ này là bộ KRA75. Đầu máy là EA8 K2 nha anh em. Đó, cái đầu máy này thì nó 7,5 ngựa nha anh em. Nó là 2500 đi tua, hết công suất của nó là 2650 đi tua nha anh em. Đây, lốc là trắng tươi luôn nha anh em. Đó. Cái bộ này là nguyên xi hết nha anh em. Mới tinh luôn, hàng zin luôn. Bộ này thì cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Xì nóc luôn nha anh em. Đó. Anh em theo mọi thứ đâu là mới còn mới tinh hết nha. Còn rất là êm luôn nha anh em.
sai. Ở bên hông nó có để thông số luôn nhà này nha anh em thấy không? Đó. 7 người rưỡi. 2500 đi tour. Đó, bộ này anh em thấy không? Ken Span luôn. Nguyên zin. Hàng nghĩa địa nhập từ Nhật về nha anh em. Thông số nó nhãn mát rồi còn nguyên xi nha anh em. Đó, con này thì cực kỳ mới luôn. Đây cách nước này anh em thấy không? Còn nước xanh luôn nha. Hàng bên Nhật bánh nó toàn xài nước xanh thôi anh em ơi. Đây, dầu. Đây bên trong là trắng tinh luôn nha anh em, nhìn thấy đáy luôn nè. Đó anh em thấy không? Nhìn thấy dưới đáy luôn nha anh em. Này thì anh em khỏi phải chê rồi. Còn rất là mới luôn, rất là im luôn nha anh em. À, thì bộ này chỉ 16 triệu thôi anh em. À, anh em xem là ốc tán nè, còn nguyên xi nha anh em. Đây ốc tán cực kỳ mới luôn. Còn xi 7 màu hết luôn. Đây mặt số. Cái bộ này nó là 8 số tới nha anh em. Đó, nó tới 8 chế độ số tới. Số lui nó thì nó có 4 số. Ôi xin lỗi anh em. Đó. Đây, mặt số còn rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thôi video của chúng em tới đây sẽ được kết thúc nha anh em. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo vào video mới nhất. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh em. Và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Anh em yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp tới số điện thoại góc trái màn hình giùm em nha. Thì hôm nay cũng đã báo giá với anh em một số máy rồi đó. Với cái bộ dàn sới này. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại góc trái màn hình giùm em. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.